Hello, xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh Crypto ở Rock, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh này, bấm chút đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh này. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Auli ạ. Để tham gia vào dự án này, mọi người click lên mình đặt phía dưới phần mô tả. Rồi sau đó mọi người bấm start để mình tiến hành làm nhiệm vụ ạ. Mọi người tiến hành giải mã cách chơi cho mình ạ. Rồi. Tham gia dự án này, mọi người sẽ nhận được 20.000 tokens WN tương đương giá trị đó khoảng 2 đô dành cho mọi người, tất cả mọi người tham gia sự kiện rap này. Và top 150 người tiền rep thì nhận được thêm 20 triệu token WN. Rồi dự án này là thuộc dạng NFT. Rồi để tiến hành về nhiệm vụ, mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ trong group channel của Telegram của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành giải mã xác nhận để mình vào nhóm ạ. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chat mode trên channel ạ. Rồi mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow Twitter Library with bài bot của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người Library with này. Sau đó mọi người quay trở lại chat mode ạ. Mọi người click vào submit cho data rồi. Rồi sau đó mọi người nhập địa chỉ email ạ. Rồi sau đó mọi người gửi username từ Twitter của mình ạ. Rồi sau đó mọi người làm nhiệm vụ Facebook ạ. Follow Facebook ạ. Rồi sau đó mọi người click vào phần thích ạ. Rồi sau đó mọi người tìm kiếm một bài post gần nhất trên Facebook của dự án, mọi người like luôn ạ. Rồi sau đó mọi người vào trang cá nhân của mình ạ, để mình sẽ chép địa chỉ lên kết Facebook ạ. Rồi mọi người gửi vào chat box ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow Instagram của dự án ạ. Rồi mọi người cũng tìm kiếm một bài post gần nhất của dự án, mọi người thể tìm luôn ạ. Rồi sau đó mọi người copy link Instagram của mình ạ. Rồi sau đó mọi người lên nhiệm vụ share video của dự án trên YouTube ạ. Rồi sau đó mọi người click lên ạ. Rồi sau đó mọi người tìm kiếm một bài video của Auli Sarap, mọi người like và share lại. Rồi sau đó mọi người like, rồi clip hay chia sẻ, mình chia sẻ trên Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link YouTube profile của mình ạ. Rồi mọi người về trang YouTube, sau đó mọi người click vào kênh ạ. Rồi sau đó mọi người sao chép địa chỉ liên kết của mình ạ. Rồi mọi người gửi vào chat box ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link mình đã share video của dự án trên Twitter ạ. Rồi tương tự mọi người về trang cá nhân ạ. Rồi sau đó mọi người click clip vào mũi tên đi lên ạ. Rồi sau đó mọi người sao chép liên kết về Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người gửi địa chỉ web 20 của mình ạ. Mọi người thử dùng web này ta bác hạ chất web lếp màn banner smart chain. Rồi sau đó mọi người click vào bài lăng ạ. Rồi sau đó mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình ạ. Rồi sau đó mọi người kiểm tra lại số lượng token mình nhận được sau khi hoàn thành dự án này ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ dự án, mọi người có thể copy link vào bạn bè người thân mình tham gia cùng ạ.
Rồi video của mình ở đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và share để ủng hộ. Cảm ơn ạ.